Video hôm nay để test sẽ hướng dẫn các bạn quay video thay mục in cho mấy con folder nha. Đây, đầu tiên mình tháo ra, tấm kéo cụm trung ra nhẹ nhàng thôi. Rồi, đây là phần trung và đây là phần mực. Thì trên đây có một cái dấu màu xanh, các bạn thấy không? Lấy nó xuống, phần mực sẽ tự động được đẩy ra. Đó, sau đó các bạn xoay một góc 90 độ lấy ra. Để gắn hộp mực mới lại, các bạn chỉ cần cầm và gắn vô 90 độ. Lưu ý có hai cái mũi tên ở đây, bạn nhắm vô khe. Đấy. Rồi, các 90 độ các bạn đẩy xuống. Đó là xong. Các bạn cho vào lại.